Dạ hello em xin chào cô chú anh chị Hoa Lan trên toàn quốc ạ Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa cái da sưu tầm Để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà Đầu tiên trong cái video hôm nay á Em có chia sẻ một cái uh, hướng Cây này là cây Gen 24 Lai like với Tân Thị Đó cây này là cây Gen 24 Lai like Tân Thị À, hướng em chia sẻ cho cả nhà mình á là hướng à, gồm có ba thân hướng ba thân như thế này hai thân đầu này là hai thân dinh và thân sau này là thân đã khai thác nha cả nhà thân cuối là thân đã khai thác hai thân đầu là hai thân dinh hướng gen 24 lai like tân thị này á, em chia sẻ với giá là 950 000 năm em bao ship cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình à, liên hệ theo số điện thoại là 0386 232357 cây gen 24 lai like, Tân Thị này á khá là lâu rồi em mới tách lại được giống để chia sẻ cho cả nhà mình. Hướng hai à, thân nha cả nhà. Hướng hai thân đầu là hai thân zin, à, thân sau là đã khai thác là tổng cộng là ba thân á, hướng này là hướng ba thân. Thân cuối là có khai thác rồi. Hai thân đầu là hai thân zin 950.000 em bao ship. À gen 24 lai like, Tân Thị. Đó gen 24 lai like, Tân Thị nha cả nhà. Rồi À, và ở đây em còn một cái hướng d 6 số 2 nữa nè cả nhà hướng này là hướng cuối cùng luôn hướng này là hướng uh, phần còn lại ở trong chậu á phần này á thì uh, uh, hướng nó sẽ bé hơn cái hướng hôm qua em 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 chia sẻ hướng này á thì uh, mất ngủ ok hết mất ngủ ok hết hướng này là hướng hướng sau hướng sau sẽ có một nhát cắt ở đây sẽ có một nhát cắt ở đây nhưng mà ở đằng sau là mất ngủ đang còn khá là nhiều luôn thân này vẫn còn mất ngủ nè thân này còn mất ngủ thân này cũng còn mất ngủ và thân này cũng còn mất ngủ luôn là tổng cộng là cái này là ba thân nhưng mà cái hướng này thì nó sẽ thấp hơn cái hướng hôm qua cho nên cái hướng này á, em sẽ chia sẻ với giá là 650 ngàn em bao ship cho cô chú anh chị mình lấy giống 650 ngàn em bao ship D6 số 2 nha cả nhà D6 số 2 là một cây rất là đẹp nha Ba à, thân nguyên dinh nha cả nhà Cái này à, ba, 3... lỗ ba thân ba thân phía sau là mắt ngủ đầy đủ nha ba thân ba thân cái này là ba thân phía sau đó không không phải là nguyên nhiên tại vì thân đầu á, ở đây có có khắc có cắt một à, nhát cắt rồi đó nhưng mà nó vẫn còn mắt ngủ ở đây đây vẫn còn mắt ngủ ở đây nha cả nhà còn hai thân này là hai thân dinh nè hai thân này là hai thân dinh đó sáu trăm năm cho cái hướng d 6 số 2 này cô chú anh chị nào mà sưu tầm lấy giống á, mình liên hệ với em số điện thoại là 0386 232 357 hướng này mình về mình trồng lấy giống là khá là ok luôn nè cả nhà à, D6 số 2 là một trong những cây rất là đẹp trong cái dòng D6 trong cái dòng D6 nha cả nhà rồi à, tiếp theo ở đây em có một à, một một cái hướng à, một thân một thân à, cây à, 158 hậu giang nè cây này thì em 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 chia sẻ à, giá giống thôi nha cả nhà, giá giống cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Tại vì cái hướng này hiện tại là nó là hướng một thân giữa nhưng mà nó cũng có bị lỗi lá. Đó, cô chú anh chị mình lưu ý nhìn giúp em nha. Đây là đó nó có bị lỗi lá nha. Với lại cái hướng này là hướng một thân giữa, hướng hướng một thân giữa nè cả nhà. Thân, thân giữa hiện tại thì em 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 ấy nó đã có rễ rồi nè đó nó đang ra rễ non rồi ở đây là nó vẫn còn mắt ngủ nha đây mắt ngủ của nó nha cả nhà đó cái thân này á thì em chia sẻ với giá là 350 trăm năm em bao ship tại vì cái này là hiện tại á nó là một thân nhưng mà nó có bị lỗi lá có bị lỗi lá với lại cái thân nó cũng không được đẹp đó cô chú anh chị mình lưu ý nhìn giúp em ha là cái thân nó cũng không được đẹp. Đó, cái này là chia sẻ lấy giống thôi. Hiện tại là nó đã có rễ rồi. Đó, nó đang ra ra rễ ra rễ non khá là nhiều rồi. Đó. À 350 000 Cây 158 hậu Giang này là một à, cây à, là cũng là một trong những cây rất là đẹp trong cái dòng 158. Đó. Cái này là cái phần phần phần, phần phía sau nó bị lỗi lá nha cả nhà. Còn ở đây mặt trước nó không có vấn đề gì hết. Đây nè, phần phía sau nó bị lỗi lá như thế này. Đó, cô chú anh chị nào mà 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 muốn uh, sưu tầm lấy giống này thì mình liên hệ với em 350.000 thôi em bao ship đó. Uh, cô chú anh chị mình uh, yêu thích cái dòng đó thì mình liên hệ với em cái okay. cái đó mình uh, uh, sưu tầm về lấy giống cũng khá là ok nha cả nhà tại vì mắt ngủ của nó nó, nó là một thân giữa nó gọi là một thân giữa cả nhà mắt ngủ uh, cũng rất là khỏe nha tại vì cái vấn đề có một vấn đề là vấn đề là nó bị lỗi lá nó bị lỗi lá nhìn nó sẽ không có được đẹp và nó không có được thẩm mỹ cho nên là em sẽ chia sẻ cái giá nó sẽ rẻ rẻ hơn cái giá lúc trước em chia sẻ đó, cho nên là cô chú anh chị nào lúc trước mình mua rồi thì mình cũng thông cảm đó, tại vì là cái hướng này nó không có được đẹp đó, cho nên là cái giá của nó là sẽ thấp đó rồi tiếp theo ở đây á, em chia sẻ à, một cái một cái thân cây 158 phan thiết nè một thân đầu zin một thân đầu zin à, nó đã nhú măng lên rồi nè cả nhà đó nó đã nhú măng lên rồi nha 158 phan thiết nè thì em chia sẻ với giá là 1.600k cho cái thân này em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha à, 158 phan thiết cũng là một trong những cái cây 158 rất là đẹp đẹp từ màu hoa cho tới khuôn cho tới khuôn đó hiện tại thì cái này em em mới vừa trồng em mới vừa trồng là em trồng bằng vỏ thông á cả nhà cái lớp này là lớp dớn lớp dớn này á là em em rải lên mặt để giữ ẩm giữ cái độ ẩm cho những cái hướng mới trồng á vì thường á thường em trồng bằng cái bột dừa em trộn với chấu á thì em sẽ không cần lót bất cứ cái gì hết tại vì cái đó là chất trồng ẩm rồi cho ướt ẩm nó sẽ lên rất là khỏe rất là nhanh còn thường á mà em trồng cái chất trồng khô như thế này chất trồng khô là vỏ thông nè than nè à, dấn cộng hoặc là sỏi hoặc là sỏi đá đó thì bắt buộc cả nhà phải 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 có một cái gì đó mình giữ ẩm cho nó 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 có độ ẩm thì cái rễ của nó nó sẽ phát triển nhanh hơn đó đây là cái dớn mềm nha cả nhà dớn mềm dớn mềm này thì nó sẽ ngậm nước ngậm nước trong đó và nó luôn luôn tạo được cái độ ẩm trong cái cái mặt chậu để cho cái cây nó sẽ không bị mất nước ở cái thời gian ban đầu mình mới vừa tách ra thì cây nó sẽ chưa có rễ, nó sẽ chưa hút được nước thì thì cả nhà mình phải nên giữ ẩm, giữ ẩm cho cái bộ bộ, bộ rễ của nó. Cái bộ rễ của nó luôn luôn phải ẩm ướt. Đó, thì nó mới 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 không có nó tránh tình trạng là làm héo rũ cái, cái 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 hướng mình mới tách đi nha cả nhà. Đó, 1.600k cho cái cây thân 158 phân thiết này. cô chú anh chị nào sưu tầm thì liên hệ với em. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. rồi và ở đây á em có một cái một cái thân đầu nguyên dinh một thân đầu nguyên dinh cây này là cây 158 ngọc quỳnh 158 ngọc quỳnh 158 ngọc quỳnh này, một thân đầu nguyên dinh nè thì em chia sẻ với giá là 2.500k cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em cây này hiện tại cả nhà nó đang có tới năm mắt ngủ năm mắt ngủ cái dòng 158 á cô chú anh chị mình để á, nó là cái dòng có tới ba bốn mắt ngủ rồi nhưng mà lâu lâu có những cái thân á, nó lên á nếu mà ở kiếm ngày xưa á, ngày xưa mà kiếm á là những cái mầm nó lên như kiểu vậy á là cả nhà mình gọi là mầm xoáy đó thì cái mắt gốc nó sẽ tụ bên dưới gốc rất là nhiều cái dòng 158 này á, riêng về cái cây 158 Ngọc Quỳnh này nè à, cái tình trạng như này em gặp rất là nhiều tại vì khi mà nó lên á cái, cái 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 mầm của nó là nó có kiểu là nó lên cái bẻ lá non rất là nhiều nó lên bẻ lá non á nó bu lại một, nguyên một cục vậy nè đó thì nó tạo ra cái mầm bên trong rất là mắt ngủ bên trong rất là nhiều. Đây, để em chỉ cho cả nhà coi nè. Ở đây là một mắt ngủ nè cả nhà. Đó, một mắt ngủ ở đây. Bên dưới này có một mắt ngủ và đã nhú măng lên rồi nè. Đó, là hai mắt ngủ và ở ngay đây có một mắt ngủ nữa là ba mắt ngủ. Phía bên này, phía bên này nó có hai mắt ngủ là một mắt ngủ ở đây và một cái mắt ngủ ở phía bên đây nữa. Đó. Một thân thôi mà nó có tới năm mắt ngủ cho cả nhà mình khai thác thì cả nhà mình biết à những cái những cái cây này là cực kỳ lợi luôn cực kỳ lợi giống cho cả nhà mình 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 vừa chơi và mình vừa sưu tầm là cũng khá là lợi khá là lợi đó 2.500k cho cái hướng thân đầu nguyên zin này cây này là cây 158 Ngọc Quỳnh 158 Ngọc Quỳnh rồi cuối cùng trong uh, cái video hôm nay ấy, em có một cái cây 158 cam 158 cam cây này là hoa nó đạt 14 xe hoa nó đạt 14 xe cây này lúc trước nó nở bông rồi em ghi lại đây luôn đó, 158k hoa đạt 14 cm à, cái hướng này cái chậu này em trồng á là từ cái hướng một thân này lên nè cả nhà từ một thân giữa này lên từ một thân giữa này lên hiện tại thì nó lên đang có là hai bốn năm thân rồi nó lên năm thân rồi nha cả nhà nhưng mà cái thân kế này nè thân kế này á, thì có có cắt một nhát cắt ở đây nhưng mà bên dưới này vẫn còn một mắt ngủ tại vì cái dòng 158 mắt ngủ nó rất là nhiều đó À, còn lại ở đây là hai bốn thân bốn thân phía trước này là bốn thân nguyên diên thân thứ năm này là thân có khai thác vẫn còn một mắt ngủ và cái thân già này thì không tính nữa tại vì cái thân già này thì hiện tại nó hết mắt ngủ rồi đó cây này á à, bông nó khá là to và màu hoa nó cũng rất là đẹp màu cây này á là màu cam màu cam nhưng mà cái màu cam của cây này á à, nhìn nhìn cái bông cây này á cả nhà nó sẽ có cái sự tương đồng nó hơi na ná với cái cây uh, 158 Tèo Nguyễn số 2 á cô chú anh chị cô 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 chú anh chị mình có thể là để á, cái cây 158 Tèo Nguyễn số 2 á đó. cây này nó có sự sẽ có sự tương đồng với cái cây đó nhưng mà cái màu cam của cây này á, là màu cam pha trộn rồi còn cái cây 158 Tèo Nguyễn số 2 á, nó là cái màu cam nguyên bông luôn và cái bông cây 158 Tèo Nguyễn số 2 nó rất là to đó, nó to cực kỳ luôn cả nhà. Một lúc cái cây 158 Tèo Nguyễn số 2 á thì cô chú anh chị mình có để ý lúc trước em có một cái, cái cái tấm hình mà em gắn bông á gắn, gắn 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 lên em ghim trên màn hình cho cô chú anh chị mình coi á. Cái 158 Tèo Nguyễn số 2 đó thì có một cái tấm hình bông á là lấy cái gói thuốc á cả nhà, cái gói thuốc hút á để 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 đo sự cái độ to của nó cái gói thuốc hút á nó chỉ mới vừa hết một cái cánh thôi một cái cánh thôi còn cái cánh phía bên kia nữa đó hai gói thuốc hút mới hết cái bông thì cả nhà mình biết về cái độ to rồi đó còn cây này á thì nó độ to nó không bằng cây kia đâu đó nhưng mà tại vì nói chung là cây này á cái cây 158 cam này á, cũng là một cây vip một cái đẹp nhưng mà để so với cái cây 158 tèo nguyễn số 2 á thì cây này chưa đủ đẳng cấp bằng cái đó đó Tại vì cây đó nó vừa đẹp mà bông nó vừa to Nhưng mà cái giá cây đó nó rất là đắt nha cả nhà Thì 158 tiền Nguyễn số 2 đang rất là đắt mắc Vừa đắt mà vừa ít rất là ít giống để, để sưu tầm đó. Rồi cái chậu này á, thì nói chung là cô chú anh chị nào mà sưu tầm Thì mình vui lòng liên hệ theo số điện thoại à, à, của em nha cả nhà Chậu này thì cái giá nó cũng sẽ hơi cao nhưng mà nếu mà nói về so với giá thì nó không bằng cây tèo nguyễn số 2 đâu cả nha Nó cũng là một trong những cây rất là đẹp 158 cam 158 cam Bông hoa màu cam dạng là cam vàng Cam vàng Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ theo số điện thoại của em là 0386 232 357 nha cả nhà. Rồi thì trong cái video hôm nay ấy, em chia sẻ vài cái mặt hoa như vậy. Cô chú anh chị nào sưu tầm thì mình có thể là nhắn tin qua facebook zalo hoặc gọi